dành cho Tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022. Xin được mời Á hậu 2 Nguyễn Tường Sang. Cho Tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022. Xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện của ghế dành cho Tân Hoa hậu. Và đây, quyền trưởng của Tân Hoa hậu Miss World Việt Nam 2022. Xin được cảm ơn các vị. Và để tìm hiểu thêm về sự kỳ công của phần chế tác này, chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn thước phim của chúng tôi. Xin được cảm ơn các vị khách quý. Được mời đại diện thành viên ban giám khảo Hoa hậu Trần Tiểu Vy cũng sẽ lên sân khấu để chứng kiến cái nghi thức này. Xin mời Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức công bố chiếc vương miện danh giá của Miss World Việt Nam 2022. Và chúng tôi sẽ đến để chúng ta cùng nhau mở cái chiếc băng đỏ này nha. Quý vị cùng với chúng tôi sẵn sàng nha. 3, 2, 1, xin mời.